bài toán giờ showbiz của nam em. Sau khi bị xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng về những phát ngôn gây sốc trên live stream, nam em tiếp tục thực hiện live stream nhưng cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói. Thậm chí cư dân mạng còn khen ngợi nam em biết kiểm soát phát ngôn và khéo hơn sau khi bị phạt. Mới đây nam em live stream tiết lộ đang ấp ủ giấc mơ thực hiện một live show ở không gian ngoài trời với khoảng 5.000 khán giả. Nam em chia sẻ Tôi còn viết một đống bài hát mà chưa có làm nữa. Tôi đợi khi nào khỏe mạnh là tôi làm live show. Cuộc đời tôi bây giờ chỉ cần làm thêm cái live show ở sân khấu ngoài trời tầm 5.000 khán giả. Giấc mơ của tôi bao nhiêu đó là đủ rồi, không cần làm gì thêm. Tôi chỉ cần làm thêm live show Love Story 3, sân khấu ngoài trời. Tôi đã nghĩ ra một sân khấu rất đẹp. Hiện tại tôi đang phấn đấu được thực hiện được live show đó là thôi xong, nghỉ hưu được rồi. Không cần làm gì nữa, quá đủ rồi người đẹp tiền giang cũng chia sẻ hiện tại đang cố gắng lấy lại sức khỏe để hiện thực hóa giấc mơ này. Trước đó hai đêm nhạc mang tên love story từng được nam em tổ chức nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Sau mùa nào nam em đang có ý định chuyển hướng sang streamer giống như nữ ca sĩ khởi mi. Nghe nói bà khởi mi giờ cũng làm streamer, tôi sẽ đi theo con đường của bà khởi mi. Nam em nam em từng được một nam diễn viên nói yêu trên truyền hình phản ứng của việt hương gây chú ý. Nam Em đang là cái tên thu hút sự quan tâm của khán giả. Mới đây, đoạn clip Nam Em, Thuận Nguyễn, Việt Hương, Duy Hương, Hoàng Phi và Tấn Phát cùng tham gia chương trình truyền hình được chia sẻ trở lại. Trong clip, khi đang thực hiện phần thách đố, Nam Em bất ngờ đề nghị Thuận Nguyễn nói yêu mình. Cụ thể, các nghệ sĩ sẽ chơi trò chơi đọc một từ khóa và tìm kiếm người phù hợp với từ khóa ấy nhất khi đọc tới từ khóa ai là người đánh đá nhất, Duy Khương và Nam Em đều bước lên. Thấy Nam Em tự nhận mình đánh đá, Việt Hương đã hỏi cô vì sao lại như thế. Bởi Việt Hương nhìn Nam Em thì thấy cô rất hiền lành, dễ chịu. Lúc này, Nam Em mới giải thích trong tình yêu cô là người đánh đá. Tiếp đến, Võ Tấn phát Việt Hương đề nghị Nam Em diễn lại nét đánh đá. Vậy là người đẹp chính x đề nghị. Ví dụ như anh Thuận Nguyễn nói yêu em, em đánh đá cho coi. Việt Hương hỏi ngay tại sao nam em không đề nghị Hoàng Phi hay Duy Khương nói yêu mình mà đề nghị Thuận Nguyễn. Lúc này cả Thuận Nguyễn với nam em đều bật cười. Khi bắt đầu thực hiện phần thách đố, Thuận Nguyễn bày tỏ là thích nam em. Tuy nhiên nam em không đồng ý, cô bắt Thuận Nguyễn phải nói đúng từ yêu. Trời ơi, người ta phải nói từ yêu chứ thích gì, nói đàng hoàng đi. Vậy là Thuận Nguyễn làm theo. Người đẹp 9X không nói lời nào mà chỉ dùng ánh mắt thể hiện sự đánh đá. Tuy nhiên theo Việt Hương thì đây là biểu cảm dễ thương chứ không phải đánh đá các nghệ sĩ sau đó đều bật cười với màn tung hứng này. Nam em sinh năm 96, cô từng đoạt giải Hoa khôi đầu bằng sông Cửu Long. Ngoài việc làm người mẫu, Nam em còn đóng phim và ca hát. Trong những năm gần đây, Nam em hát ở phòng trà rất nhiều. Tuy nhiên, kể từ lúc vụ lùm xùm livestream nổ ra, cô ít khi xuất hiện trên sân khấu. Thậm chí có đơn vị còn hủy show của Nam em với lý do những nghệ sĩ hát cùng chương trình không muốn cô góp mặt. Hiện Nam em chỉ chủ yếu livestream trên mạng xã hội chứ không xuất hiện trong bất cứ hoạt động nghệ thuật nào nam em thừa nhận bị tâm thần nặng chồng tương lai như một gánh nặng trên vai cộng đồng mạng thời gian qua có đặt quan tâm đến những câu chuyện được chia sẻ thông qua livestream của nam em không ít người cảm thấy lo lắng cho vấn đề sức khỏe tâm lý của cô trên thực tế từ sau khi nổ ra scandal với nam diễn viên hài nổi tiếng nam em có những thay đổi trở nên nhạy cảm và mắc lỗi phát ngôn trước công chúng dăm bữa nửa tháng là cái tên nam em lại bảo truyền thông vì loạt chia sẻ động trời của mình nghi vấn về việc gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng nam em khi ấy không ngại thừa nhận. Tôi mắc chứng rối loạn lo âu, bác sĩ chuyên khoa gọi là tâm thần. Không phải tâm thần là khùng, mà là một loại bệnh rối loạn cảm xúc. Tôi dễ rơi vào mệt mỏi, căng thẳng rồi sinh ra những hành động không giống người khác. Tôi suy nghĩ về cuộc sống cũng không giống người ta. Thật ra tác nhân từ xã hội cũng không lớn, vậy thì do di truyền mà thôi. Tôi cũng đi khắp nơi để tìm đáp án cho câu hỏi, sao mình hay đau đớn đến vậy? Từ đó tôi hiểu được vì sao ba mình mất đột ngột đến thế. Thời gian gần đây cô khiến người hâm mộ lo lắng khi dấu hiệu có vẻ ngày càng nặng và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cô trước công chúng. Nam em liên tục béo máu, khóc lóc trên livestream và than thở về cuộc đời một cách bất lực, càng nghiêm trọng hơn khi có vẻ bên cạnh cô, một người thật sự có thể hiểu và giúp cô vượt qua là chẳng có ai. Tưởng chừng như bạn trai của cô sẽ là chỗ dựa vững chắc giúp cô vực dậy tinh thần, thế nhưng thay vì bảo vệ bạn gái, anh lại cùng nam em hứng chịu thêm nhiều ồn ào không đáng có ngay cả người ngoài cũng nhìn thấy rõ vấn đề mà nam em đang gặp phải chính cô cũng thừa nhận điều đó vậy mà người kề cạnh lại không hiểu dẫn đến tình trạng bệnh càng có thêm nguyên nhân để nặng dù có những phát ngôn gây tranh cãi nhưng nam em vốn được biết đến là một người đẹp có tấm lòng nhân hậu cô là người hiền lành tốt bụng ấy thế mà có lẽ cuộc sống quá khắc nghiệt với cô gái này dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay một bộ phận khán giả lớn đều hy vọng nam em sớm thoát ra khỏi được vòng luẩn quẩn do chính mình tạo nên. Hy vọng cô có thể cắt xa mạng xã hội để tránh được những rủi ro không đáng có về phát ngôn thiếu kiểm soát của mình. Nam em có biểu hiện lạ về sức khỏe. Nam em những ngày gần đây là cái tên chiếm sóng mạng xã hội với những phát ngôn gây sốc. Chính vì điều này mà hôm 28 tháng 2, Nam em sẽ có mặt làm việc tại Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh theo giấy mời. Nam em cho biết có thể cô sẽ mất một khoảng thời gian không xuất hiện trên mạng xã hội. Nhưng nam em vô cùng lạc quan với suy nghĩ của mình. Một hai năm qua nhanh lắm nếu có vướng vòng lao lý. Có khi ở trong đó mà tốt vì không sử dụng đến mạng xã hội thì sức khỏe tinh thần tốt hơn. Nam em những ngày qua vẫn tích cực livestream dù nhận được giấy mời của Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đoạn clip được cắt ra từ một livestream gần nhất của Nam em, ngoài những phát ngôn gây chú ý, Nam em cũng chiều lòng người hâm mộ khi trổ tài ca hát trên sóng trực tiếp. Tuy nhiên trong lúc đang say sưa hát, chiều khán giả, Nam em bất ngờ quay mặt sang hướng khác, Âm thanh phát ra từ livestream cho thấy dường như nam em đang nôn mửa không rõ lý do. Bên dưới đoạn clip, cộng đồng mạng không ngừng xôn xao trước biểu hiện đó của nam em. Một số ý kiến cho rằng phải chăng người đẹp đã có tin vui, nhưng cũng có không ít người cho rằng khả năng cao là do nam em bị căng thẳng, stress suốt thời gian qua, dẫn đến thể trạng không được đảm bảo. Sau những ồn ào, vì những phát ngôn gây sốc, nam em cũng bị khán giả ít nhiều quay lưng, minh chứng là cô bị hủy sâu diễn vì ý kiến tác động của một số nghệ sĩ cũng như đưa ra yêu sách rằng không có mặt của nam em trong đêm diễn đó. Đơn vị này buộc lòng phải hủy bỏ xuất diễn của nam em trong chương trình. Như chia sẻ của đơn vị mời sâu, trong lúc đang đắt show đặc biệt ở Đà Lạt với các buổi diễn đông khách, nam em bất ngờ có các buổi livestream khó hiểu thay vì xuất hiện ở sân khấu. Khán giả tiếc khi chứng kiến nam em ở trong tình trạng này bị Duy Mạnh nhắc nhở đến xịt keo, chồng sắp cưới nam em quyết phục thù. Sau khi bị Duy Mạnh thẳng thường nhắc nhở trên sóng live stream, chồng sắp cưới của nam em đã có động thái mới. Nhiều người cho rằng nam doanh nhân đang ngậm nhắn nhủ đến thở hát. Tối qua ngày 19 tháng 2, nam em và Quế Vân tiếp tục có phiên live stream trên TikTok thu hút sự quan tâm từ công chúng. Đáng chú ý, trong phiên live này, cặp đôi chị chị em em còn chào đón khách mời tham gia trò chuyện cùng là nam ca sĩ Duy Mạnh. Những tưởng bộ ba này có dịp quậy đục nước, tiết lộ nhiều bí mật chấn động của showbiz. Thế nhưng trái ngược với phán đoán của cư dân mạng, giọng ca kiếp đỏ đen xuất hiện trong livestream của nam em vô cùng điềm đạm và cho cô nàng khá nhiều lời khuyên hữu ích. Cụ thể, thở hát và hay, bản thân anh cũng từng hứng chịu khá nhiều bình luận tiêu cực và rơi vào stress. Vì thế anh rất hiểu cho hoàn cảnh của người đẹp tiền giác lúc này. Livestream mình sẽ rất dễ bị dẫn dắt, mình có một cái đầu thôi, nhưng trên đây sẽ có hàng triệu cái đầu, bao gồm những người ghét, người quý. Mình sẽ là người khổ tâm nhất nếu mình cây cú, vì khi đấy cảm xúc mình rất dễ bộc lộ. Cùng với đó, khi thấy bạn trai nam em cũng tham gia vào phiên live stream và liên tục đáp trả bình luận của anti fan bằng những lời lẽ khó nghe, nam ca sĩ đã tận tình nhắc nhở. Em bây giờ cũng là nhân vật nổi tiếng nhất gì showbiz đấy, kiềm chế một chút em ạ. À thực ra khán giả họ cũng quý mình mà em họ trêu mình mà mình tức lên thì mình lại thua mình phải hài hước làm sao để cho mọi người quý mới mình trên mạng chơi vui mà có gì đâu thiên hạ muốn nói gì nói anh mặc kệ khi chồng sắp cưới của nam em khẳng định nếu ở ngoài đời có ai chửi trước mặt sẽ không ngừng ngại tác động vật lý người đó duy mạnh lập tức phản bác không em ơi anh đi hát nhiều người còn đòi đắm thẳng vào mặt nhưng anh vẫn phải nhìn em ạ à. lên mạng xã hội mình tránh va chạm tránh khích bác kích động xã hội em ạ à cái đó không nên. Lên livestream mình mà cứ vừa nói chuyện với fan, vừa xưng bố với mọi người, thế là không nên. Nhận được góp ý từ giọng ca kiếp đỏ đen, doanh nhân quê Hải Phòng tiếp tục đáp. Bản lĩnh không nằm ở mấy cái hình xăm đâu anh. Ok anh, cảm ơn đã góp ý. Ngay sau đó anh này liền rời khỏi nhóm chat và có bài đăng trên trang cá nhân, gửi lời cảm ơn đến fan, luôn ủng hộ nàng hoa khôi và hứa hẹn sắp tới bạn gái sẽ có hành trình mới. Đáng chú ý, phía cuối bài viết, Bùi Hữu Cường bất ngờ ẩn ý, Mong các bạn bấu víu bám vào trend nên nhân quả nha. Đừng vì tiếng nổi tiếng để buôn bán mà gây tổn hại cho người khác. Nghe kỹ, tìm hiểu, phân tích và kết luận. Nhiều cư dân mạng cho rằng chồng sắp cưới nam em đang muốn nhắn nhủ đến Duy Mạnh vì ngang nhiên chỉnh đốn mình công khai trên live stream. Thực tế, trong phiên live stream hôm qua, nàng Hoa Khôi và bạn trai sau đó đã xin phép ao nhóm nửa chừng. Đồng thời, người đẹp gốc Tiền Giang cũng tuyên bố vì thấy mình đang bị người ta đuôi theo, tưởng về phe mình nhưng lại quay xe nên dừng lai cùng đừng thao túng tôi, không dễ vậy đâu. Khán giả cho rằng nam em cũng không hài lòng với những đóng góp của Duy Mạnh cho mình. Hiện tại, Rama bốc cả showbiz của chân dài sinh năm 1996 và vị hôn phu tương lai vẫn đang là đề tài bài tán sôi nổi trên khắp cõi mạng. Những ngày qua, Hoa Khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015 trở thành tâm điểm dư luận khi liên tục có những động thái thách thức nhà phương, nói xấu nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt. Chưa hết, chăm sắp cưới của cô cũng được đà live stream, một mặt bên vực vợ, một mặt có những phát ngôn đất chát Atifan bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội. Trong phiên live gần đây, anh đã bất ngờ đưa ra lời thách thức. Có những đứa từng bảo là tôi thách đụng đến cô ấy, tao thách mày làm gì vợ tao đấy. Thật ra thì tôi cũng chẳng muốn thách thức gì, chẳng qua muốn thách thử để xem mấy người đó làm gì nam em. Đó là lý do mà tôi không bao giờ muốn buông, vì mấy người đó muốn kích cho tôi và nam em chia tay để dễ làm này làm kia với cô ấy. Còn có tôi thì tôi thách luôn, Thậm chí, năm doanh nhân, nhân nào còn có phát ngôn khá ngông cuồng khi nói rằng vợ chồng mình sẽ phá nát cái showbiz này.